Đây là vàng lan đang làm của mình đây, rất là đẹp, mình đã thiết kế. Gắn bát, gắn cái bát xem hết rồi nha các bạn. Túi luôn cả trên đây luôn, túi luôn cả trên mái nhà luôn cho nó mát. Cây bưởi vậy là cây me ba góc, một góc nó tới ba thân cây, các bạn thấy không? Đây cái ổi rất là ngon.